Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Chia tay Trần Chiết Viễn, Triệu Lộ Tư thông báo luôn tin vui với tình mới. Triệu Lộ Tư thông báo tin vui cùng tình mới khiến Trần Chiết Viễn cũng phải tiếc nuối. Nhắc đến những cặp đôi có màn kết hợp bùng nổ trên màn ảnh nhỏ năm 2023, chắc chắn không thể bỏ qua Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn. Màn phối hợp ăn ý và chemistry bùng nổ ở siêu phẩm ngôn tình vụng trộm không thể giấu đã giúp cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Thậm chí, ngay sau khi bộ phim kết thúc, trên mạng xã hội bất ngờ rộ tin Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn phim giả tình thật cùng nhiều bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai đã có những bạn diễn khác giới mới trong các dự án sắp tới. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư đang được cư dân mạng tích cực đẩy thuyền với Vương An Vũ sau khi cả hai hợp tác trong tác phẩm cổ trang Thần Ẩn. Mới đây, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ bất ngờ nhận tin vui lớn khi Thần Ẩn sẽ chính thức được lên kệ nền tảng chiếu phim Netflix vào ngày 2 tháng 2 sắp tới. Trước đó, các bộ phim do Triệu Lộ Tư đảm vai chính đều đạt được những thành tích ấn tượng ở Netflix nói riêng và thị trường quốc tế nói chung. Tình Hán Sán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ và Vụng Trộm Không Thể Giấu đều chiếm top 3 phần 10 phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu từ năm 2021 đến năm 2023. Trong đó, Thả Thí Thiên Hạ có lượt xem đạt top 1, Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện tại đang giữ kỷ lục phim Trung Quốc có thứ hạng cao nhất trên BSS Netflix Global, phát hành trên gần 200 quốc gia. Suốt chặng đường phát sóng Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ vô cùng nỗ lực để quảng bá bộ phim. Tuy nhiên, thành tích của phim lại không hề ấn tượng và có phần kém xa các bộ phim trước đây của Triệu Lộ Tư. Nội dung của Thần Ẩn bị đánh giá là có phần nhàm chán và cũ. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chưa thực sự xuất sắc để níu chân khán giả. Dẫu vậy, Thần Ẩn vẫn thu hút một bộ phận khán giả và là sự lựa chọn thích hợp cho những ai đang tìm kiếm một bộ phim để giải trí. 02. Triệu Lộ Tư được bạn trai tỉ mỉ săn sóc khi đi đóng phim, thế này Trần Chiết Viễn làm gì còn cơ hội lộ khoảnh khắc Triệu Lộ Tư được người tình màn ảnh quan tâm hết mực trên phim trường. Tính đến nay, Triệu Lộ Tư đã vào nghề được hơn 6 năm, bỏ túi không ít tác phẩm hay, hấp dẫn, tiêu biểu nhất chắc chắn phải kể tới Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Hiên Thiêm Trong Lời Đồn, Tình Hán Sán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu. Đa phần những dự án phim do Triệu Lộ Tư đóng đều là thể loại ngôn tình, lẽ dĩ nhiên không thể thiếu những cảnh tương tác thân mật với bạn diễn nam. Nếu trước đây công chúng nhiệt tình đẩy thuyền Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi cũng như Trần Chiết Viễn, thì sau khi Thần Ẩn ra mắt, cộng đồng netizen đã chuyển sang chiếc thuyền mới chính là Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Chemistry trong phim của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tuy vẫn khiến khán giả cảm thấy rung động, nhưng so với những màn tương tác của hai ngôi sao ở ngoài đời hay trên hậu trường lại càng làm cho người xem thích thú và muốn được chèo thuyền hơn. Họ nói chuyện và nô đùa với nhau đầy tự nhiên, cũng quan tâm nhau hết mực trong một cảnh hậu trường được ghi lại khi hai diễn viên thực hiện cảnh bế công chúa. Triệu Lộ Tư đã chủ động vòng tay qua cổ Vương An Vũ. Nam diễn viên họ Vương cũng đón nhận điều đó bình thản, giống như đã quá quen thuộc. Sau khi quay xong, thay vì cứ thế đặt thánh xuyên không xuống đất, Vương An Vũ vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế bế Triệu Lộ Tư, rồi quay sang hỏi nhân viên, dép của Triệu Lộ Tư đâu, vì sợ nữ diễn viên bị lạnh chân. Sự săn sóc tinh tế của Vương An Vũ dành cho Triệu Lộ Tư nhận được vô số lời khen ngợi từ netizen. Vương An Vũ quan tâm Triệu Lộ Tư trên phim Trường Thần Ẩn, một khoảnh khắc tình tứ khác của Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được ghi lại. Nói thêm về Thần Ẩn, đây là bộ phim thứ 3 lên sóng trong năm 2023 của Triệu Lộ Tư, trước đó là Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dẫu vậy, hiệu quả chiếu của phim nhìn chung ở mức khá, không quá nổi bật cũng không đủ sức gây bão như cách mà Vụng Trộm Không Thể Giấu đã làm trước đó. Nhiều khán giả chỉ ra nguyên nhân khiến phim bị ngó lơ vì diễn xuất chưa tới của Triệu Lộ Tư, tạo hình nam chính Vương An Vũ kém sắc, kịch bản cũ, thiếu sáng tạo, không có gì đột phá để hấp dẫn người xem. Thần Ẩn lên sóng từ ngày 11 tháng 12, hiện vẫn đang được chiếu trên nền tảng Tencent và Mango TV.